lời khuyên dành cho người kinh doanh online nếu không muốn thất bại? Có bao nhiêu trong số các anh chị chưa bao giờ kinh doanh giống như Hằng, hay đã từng kinh doanh rất nhiều sản phẩm nhưng vẫn chưa tự do về tài chính, thì hãy xem hết video này của Hằng và cùng ứng dụng nhé. Thứ nhất, lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Chúng ta lựa chọn xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho người khác, hay là xây dựng thương hiệu cá nhân cho chính mình. Ví dụ chúng ta đăng sản phẩm trên các trang mạng, đang ngập tràn rất nhiều những cái sản phẩm rất là tốt. Chúng ta đang xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Nếu sản phẩm đó ok thì chúng ta có kết quả. Nhưng nếu một thời gian mà nó không còn trên thị trường nữa, thì chúng ta lại phải đi tìm kiếm sản phẩm khác để xây dựng lại từ đầu. Thay vì như vậy, một doanh nhân thành công là họ xây dựng thương hiệu cá nhân cho chính họ, liên tục rèn luyện, trở thành người có giá trị và thành một chuyên gia trong lĩnh vực nào đó. Chuyên gia thì được trả tiền, người không chuyên thì phải trả tiền. Thương hiệu cá nhân là tài sản. Khi chúng ta trở thành người có giá trị thì chúng ta kinh doanh gì cũng thành công. Thứ hai là chúng ta học cách nghĩ của người thành công. Ông Ted Hardiker, tác giả cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú, một người bạn của cha ông rất là thành công, có nói với ông rằng việc cậu cần làm là hãy sao chép cách nghĩ của người giàu. Bởi vì tư duy cũ, hành động cũ, thói quen cũ thì chúng ta không thể có kết quả mới được. Chúng ta muốn thành công về tài chính thì tìm hiểu xem những doanh nhân thành đạt, họ có suy nghĩ gì, có niềm tin gì, có thói quen gì, họ quan tâm đến lĩnh vực gì, họ kinh doanh sản phẩm gì. Hãy học và làm theo họ, học theo người thành công để thành công luôn. Thứ ba là chúng ta cần có người thầy dẫn đường và một môi trường để rèn luyện. Bởi vì không ai thành công mà đi một mình cả. Cái môi trường vô cùng quan trọng. Giống như một bó đuốc mà ném xuống cái hồ thì chắc chắn sẽ tắt, nhưng một thanh củi ướt mà ném vào đống củi đang cháy to thì cỡ nào cũng cháy. Nếu như anh chị chưa bao giờ kinh doanh, hay đã kinh doanh rất nhiều sản phẩm nhưng chưa tự do về tài chính, và đang muốn có một công việc kinh doanh online, thì có thể nhắn tin cho Hằng hỗ trợ, gửi tặng anh chị những cái bộ tư duy của người giàu, và cùng rèn luyện mỗi ngày để thành công về tài chính cũng như sức khỏe, mối quan hệ. Nếu chị thấy ý nghĩa thì có thể giúp Hằng chia sẻ cho nhiều người cùng ứng dụng, và follow kênh của Hằng để nhận được nhiều giá trị hơn nữa anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của Hằng.